Trong chương trình hôm nay, tại Tây Ninh, tai nạn liên hoàn do vượt ẩu. Cô gái suýt mất mạng vì chở mèo cưng. Cản đường xe ưu tiên nên tước bằng lái bình chuyển ở những tài xế vô ý thức. Hải Vân và Nguyên Bảo, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Văn hóa Giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Vừa rồi là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật những tin tức về giao thông nóng hổi, những hành vi đúng sai sau mỗi tay lái và trên mỗi cung đường, mỗi giao lộ mà mỗi ngày chúng ta vẫn thường hay đi ngang qua. Hy vọng qua từng câu chuyện mà Quy Bảo và Hải Vân chia sẻ trong chương trình, thì quý vị sẽ có thêm những kiến thức hữu ích về luật giao thông, những bài học sâu sắc về quy tắc ứng xử khi mà chúng ta tham gia giao thông để cuộc sống luôn là những ngày tươi đẹp. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục đầu tiên. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 phương tiện xảy ra tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, làm một người bị thương. Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ hành vi vượt ẩu. Trước đó, vào tối ngày 22 tháng 6, trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn thuộc khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1986, điều khiển xe mô tô biển số 70B1-28512, lưu thông đến gần trước cổng điện lực Tây Ninh thì va chạm với xe mô tô mang biển số 70F1-30888 do Võ Văn Điệp, sinh năm 1991, điều khiển. Sau va chạm, Vũ té ngã ra đường. Lúc này, xe ô tô tải biển số 70H-02801 do Đoàn Cầm Chí, sinh năm 1976, điều khiển lưu thông cùng chiều bên trái, tránh không kịp, va chạm vào người Vũ làm nạn nhân bị thương. Nguyên nhân do Vũ điều khiển vượt xe không đúng quy định. Trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện 903 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 779 trường hợp vi phạm, 618 mô tô, 159 ô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn 181 trường hợp, quá tốc độ 65 trường hợp, vượt đèn đỏ 74 trường hợp, ngược chiều 36 trường hợp, chuyển hướng không đảm bảo an toàn 58 trường hợp, quá tải 6 trường hợp, tạm giữ 358 phương tiện, gồm 350 xe mô tô, 7 xe ô tô, nhắc nhở 181 trường hợp. Trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính 498 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 109 trường hợp, cảnh cáo 20 trường hợp. Thưa quý vị, thú cưng không chỉ được chăm sóc kỹ lưỡng khi ở nhà mà còn được chủ cho ngồi trên yên xe hoặc phía trước tay lái để chở đi dạo phố. Hầu hết người nuôi đều nghĩ rằng vật nuôi của mình thông minh nên khi ngồi trên xe sẽ an toàn và không gây họa. Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn như vậy, đơn cử như trường hợp của cô gái sau đây. Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại, một cô gái đã để mèo cưng của mình ngồi phía trước yên xe máy. Xe đang chạy, con mèo bất ngờ nhảy khỏi xe. Thấy vậy, cô gái đã thắng gấp rồi vứt xe máy ngay giữa đường mà không cần quan tâm phía sau có phương tiện nào đang di chuyển đến hay không, rồi nhanh chóng đuổi theo con mèo. May mắn vào thời điểm này, chiếc xe ô tô đang di chuyển chậm nên tài xế kịp thời thắng lại để không tông vào cô gái. Thú cưng khi ra đường rất dễ bị kích động bởi tiếng còi xe, tiếng người nói. Lúc đấy thì chúng sẽ phản ứng khó lường, rất dễ gây tai nạn cho chính người chủ và các phương tiện khác trên đường. Vì vậy, cách tốt nhất là mọi người nên bỏ chúng vào cái ba lô để chúng ta đeo ở sau lưng trong khi mà chúng ta chở đi. Như vậy vừa an toàn cho bản thân của mình, vừa an toàn cho cả vật nuôi. Tiếp theo cũng là một tình huống giao thông nguy hiểm khiến ai chứng kiến cũng bị một phen thẳng thốt và bức xúc khi một xe khách đổ dốc với tốc độ cao, vượt ẩu, gây ra một tai nạn liên hoàn trên quốc lộ. Trên con đường có độ dốc cao, từ phía ngược chiều, một chiếc xe khách đã va chạm với chiếc xe ô tô con màu đỏ đi cùng chiều. Chiếc xe khách đang đà lao dốc đã đẩy ô tô màu đỏ lao vào đầu xe có camera hành trình rồi bắn văng chiếc xe đỏ vào lề đường xoay 180 độ. Nguyên nhân là do xe khách định vượt xe ô tô màu đỏ nhưng chưa kịp vượt qua hết lại gặp xe ô tô con đi theo chiều ngược lại nên đánh lái vào lề phải khiến đuôi xe khách va chạm với xe ô tô con. Rất may không có thương vong về người. Đã biết bao nhiêu vụ xe khách phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn xảy ra trong thời gian gần đây. Hy vọng sẽ có những biện pháp xử lý thật nặng để răn đe những tài xế không coi tính mạng người khác và hành khách ra gì như thế này. Trước khi đi vào nội dung chính của chuyên mục Cùng Hiểu Luật, mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau đây.
Trong tình huống này, khi chiếc xe có gắn camera hành trình đang di chuyển trên cao tốc, thì phía trước khoảng 5 đến 6 người đi bộ, tay xách rách mang, băng sang đường để lên một xe khách đang dừng phía bên trái đường. Đáng nói, xe khách này còn dừng đổ ngay trên vạch mắt võng, vạch kênh hóa dòng xe để bắt khách. Đây là khu vực cấm dừng đổ xe ô tô. Về hành vi dừng đón khách không đúng quy định sẽ bị xử lý như thế nào? Chúng tôi sẽ kết nối với Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh. Đây là một hành vi mà vi phạm nó là hết sức nguy hiểm, bởi vì chúng ta thấy là những cái vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc đều gây ra hậu quả thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản rất là lớn. Và căn cứ vào cái hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thì mức xử phạt đối với cái hành vi đón trả khách trên đường cao tốc đối với người điều khiển xe ô tô đã tăng hơn rất nhiều so với trước đây. Cụ thể là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 khi mà Nghị định 100 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 123, thì cái hành vi đón trả khách trên cao tốc đã được tăng mức tiền phạt từ 6 triệu đồng lên đến 11 triệu đồng. Đồng thời, cái người điều khiển phương tiện khi mà vi phạm hành vi này, ngoài hình thức phạt tiền còn bị áp dụng cái hình thức phạt bổ sung, đó là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là từ 2 tháng đến 4 tháng. Thưa quý vị, trong chuyên mục Chuyện ngoài đường ngày hôm nay, Hải Vân đã mời đến trường quay một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là luật sư Nguyễn Trung Tính đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào Hải Vân và xin kính chào quý vị. Xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, cản đường xe ưu tiên, một vấn đề thực sự là không còn mới nữa, thậm chí đã được báo chí, truyền thông phản ánh rất nhiều lần. Nhưng thời gian gần đây, tình trạng này lại một lần nữa nóng trở lại khi mà liên tục xuất hiện những vụ việc tài xế không nhường đường, thậm chí là còn đe dọa tài xế cấp cứu. Tình trạng này đã đặt ra câu hỏi liệu rằng chế tài pháp luật xử lý hiện nay đã đủ răn đe hay chưa để trừng phạt thẳng tay những hành vi quá nguy hiểm này. Trước khi bàn luận về vấn đề này, mời luật sư và quý vị sẽ cùng theo dõi lại diễn biến hai vụ việc mới xảy ra gần đây. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, xe tải mang biển số 62C04175 lưu thông trên làn dừng khẩn cấp cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nhưng không chịu nhượng đường, mặc cho tài xế hai xe cấp cứu hú còi inh ỏi. Do quá bức xúc, anh V dừng xe trước xe tải với mục đích mở cốp cho tài xế này thấy xe đang chuyển bệnh nhân. Tuy nhiên, tài xế xe tải đã lấy con dao bầu dọa chém tài xế xe cấp cứu. Con anh nặng đây nghĩ sao? Vụ việc này chưa lắng xuống thì vài ngày sau, dư luận lại tiếp tục bức xúc với một vụ việc tương tự xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Mặc cho xe cứu thương bật đèn ưu tiên và hú còi xích phương, tài xế xe tải vẫn cố bám trên làn đường khẩn cấp của cao tốc và nhất quyết không chịu nhượng đường. Chưa hết, khi bị tài xế xe cứu thương phản đối, tài xế xe tải nói trên còn tỏ thái độ thách thức, thậm chí chửi bới. Kẻ là sao đâu, không chịu ra ngoài đi. Lỡ ông lên đó sao? Xem lại những hình ảnh vừa rồi mà Hải Vân cảm thấy rất là bức xúc, thưa luật sư. Vậy thì luật sư có cái cảm xúc như thế nào, có thể chia sẻ cùng với Hải Vân được không ạ? Thì chúng ta thấy rằng thực trạng hiện nay ở những tuyến đường cao tốc, đặc biệt là có những cái làn xe ưu tiên, ví dụ như xe cứu thương hoặc những trường hợp khẩn cấp, thì bắt buộc theo quy định của luật giao thông thì chúng ta phải ưu tiên và nhường đường những làn xe khẩn cấp đó cho những chiếc xe cứu thương. Tuy nhiên trên thực tế thì xảy ra những tình huống là tài xế không nhường đường, thậm chí là bằng cách là dùng cái việc côn đồ, thậm chí là chửi bới, có thể là gây tới thương tích. Thì đây là một cái điều hoàn toàn không nên chút nào. Và nó có thể dẫn tới câu chuyện là hậu quả gây nguy hiểm cho quá trình tham gia giao thông. Đặc biệt là những chiếc xe cấp cứu khi mà họ chở bệnh nhân như vậy thì có thể là gây ảnh hưởng tới tính mạng, nhiều khi là gây chết người nếu như cấp cứu không kịp thời. Do đó tôi lên án những hành vi tương tự như vậy. Theo Hải Vân ghi nhận được thì trong ngày 25 tháng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã xử phạt tài xế dùng dao đe dọa tài xế cứu thương. Vậy với hành vi chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc và không nhường đường cho xe cứu thương thì hai tài xế trong vụ việc vừa rồi sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Trong trường hợp nếu như có bất kỳ chiếc xe nào vi phạm thì có thể mức xử phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với từng làn vi phạm. Và ngoài ra thì hình thức sạc bổ sung có thể là phạt tước giấy phép sử dụng lái xe từ 1 đến 3 tháng. Ngoài ra nếu như những trường hợp này mà có thể gây tới câu chuyện là những chiếc xe cứu thương đó vì không nhường đường dẫn tới câu chuyện là người trên xe cấp cứu có thể là dẫn đến tử vong thì cũng có thể bị xem xét xử lý hình sự. Thậm chí trong một số trường hợp khác có thể là gây ra tai nạn giao thông thì cũng có thể bị xem xét xử lý hình sự liên quan đến cái tội là vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo Bộ Luật Hình sự 2015.
sửa đổi bổ sung 2017. Vâng, luật thì cũng đã quy định rõ ràng rồi, nhưng có nhiều bạn đọc có vẻ như là không phục. Hải Vân xin được dùng từ này và Hải Vân cũng xin được trích dẫn lại hai ý kiến của bạn đọc như sau. Bạn đọc Văn Minh có cho rằng phải rút giấy phép lái xe vĩnh viễn và truy cứu trách nhiệm hình sự thì mới có thể răn đe. Tương tự, bạn đọc Liên Phạm đưa ra ý kiến, luật quy định phạt vài triệu với hành vi này là quá nhẹ, cần tăng mức phạt tiền lên gấp 15 đến 50 lần và rút vĩnh viễn giấy phép lái xe với tài xế này, đồng thời xem xét truy tố tội giết người vì cản trở xe chở người đi cấp cứu. Và với những ý kiến của bạn đọc vừa rồi thì theo cái quan điểm cá nhân của luật sư thì luật sư nghĩ như thế nào ạ? Thì theo tôi cho rằng đây là những ý kiến chính đáng và chúng ta cũng nên xem xét các nhà làm luật và nên ban hành những quy định pháp luật để xử lý những trường hợp tương tự như vậy ở một mức chế tài nó đủ nghiêm khắc và răn đe hơn. Ví dụ như hiện nay chúng ta thấy rằng mức xử phạt vi phạm hành chính thì chỉ dừng lại ở vài triệu đồng thôi. Thì đối với cái hậu quả xảy ra trên thực tế thì nhiều khi nó không cân đo đong đếm được và thậm chí nhiều trường hợp là gây ra chết người. Do đó mức xử phạt như vậy nó chưa tương xứng với mức độ và tính chất của hành vi vi phạm. Thậm chí thì chúng ta thấy rằng hiện nay bộ luật hình sự đối với tội danh tương tự như vậy thì cần phải có đủ yếu tố, ví dụ như yếu tố lỗi, yếu tố khách quan về năng lực hành vi dân sự thì mới xem xét trách nhiệm hình sự của mỗi cá nhân vi phạm. Thậm chí nhiều khi là phải xem xét đến cái hậu quả xảy ra thì mới truy cứu trách nhiệm hình sự được. Do đó chúng ta thấy rằng cũng cần thiết phải xem xét vấn đề này để mà có thể từ vừa tăng mức cái xử phạt vi phạm hành chính, ví dụ có thể là tăng 10 lần, 20 lần so với hành vi vi phạm, thậm chí là có thể là tước giấy phép lái xe của những người tài xế ở một mức độ là có thể là nhiều khi là 5 năm, 10 năm, thậm chí là vĩnh viễn. Vâng, và Hải Vân cũng nghĩ như vậy. Và bên cạnh ý kiến của luật sư vừa đưa ra thì chúng ta cần có những giải pháp nào nữa để ngăn chặn hành vi cản trở xe cứu thương và thói ứng xử côn đồ trong giao thông, thưa luật sư? Thì điều đầu tiên chúng ta thấy rằng, thứ nhất là chúng ta phải có một cái hệ thống giao thông nó tốt, nó đảm bảo rộng rãi, an toàn, thậm chí là những cái làn xe khẩn cấp thì nên có rào chắn riêng để họ đi riêng vào trong một làn xe khẩn cấp đó, và cũng có người quản lý trên tuyến đường cao tốc này để cho phép xe nào được vào cái làn xe khẩn cấp và xe nào không được vào. Đồng thời thứ hai nữa là cũng cần tăng cái mức xử phạt như tôi vừa trình bày. Thứ ba nữa là cần ở đây chính xác nhất là cái ý thức của những người tham gia giao thông. Khi mà họ gặp phải tình huống là những xe cứu thương như vậy thì ý thức hệ của họ là phải chấp hành nghiêm những quy định này và họ biết phải đối mặt trong câu chuyện là nếu như không chấp hành hình phạt này thì có thể dẫn tới câu chuyện họ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều mà chúng ta quan tâm đây là gì? Tức là về cái câu chuyện ý thức của những người tham gia giao thông. Chúng ta cần phải biết luật và đồng thời chúng ta cần phải biết hậu quả xảy ra nếu như chúng ta không chấp hành quy định pháp luật. Một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ đến từ luật sư Nguyễn Trung Tính, đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều hình ảnh côn đồ trên đường phố và không ít lần máu đã đổ, thậm chí mạng người đã gục xuống bởi những tài xế lưu manh như thế này. Giao lộ và những cung đường biết bao giờ mới bình an nếu chúng ta vẫn để các tài xế xưng hùng xưng bá giữa đường. Đúng là như vậy, và pháp luật phải xử lý nghiêm minh và đủ mạnh thì những hành vi nguy hiểm như thế này mới không còn tái diễn. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là phần giải đáp thắc mắc của khán giả đã gửi thông tin về cho chuyên mục thư cuối tuần. Vị khán giả có tên là Thanh Huyền ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh có câu hỏi như sau. Vừa qua trong thời gian di chuyển phương tiện xe máy, tôi có quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu trong khu dân cư. Cảnh sát giao thông gọi vào và phạt tôi 250.000 đồng và nộp ngay tại chỗ. Tôi có thắc mắc là không biết việc nộp phạt ngay tại chỗ có đúng hay không. Thưa quý vị, về câu hỏi này thì đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tây Ninh sẽ có câu trả lời như sau. Thì hiện nay căn cứ vào cái luật xử lý vi phạm hành chính cũng như là căn cứ vào cái nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì cảnh sát giao thông sẽ được ra quyết định xử phạt tại chỗ trong trường hợp cái hành vi vi phạm đó không bị phát hiện từ các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Và cái thứ hai nữa, đối với thẩm quyền của lực lượng giao thông, đó là đối với các hành vi vi phạm mà cái mức xử phạt tiền từ 500.000 trở xuống thì lực lượng giao thông thì có thể là ra quyết định xử phạt tại chỗ hoặc là các hình thức phạt cảnh cáo. Như vậy có thể nói một cách dễ hiểu hơn, đó là đối với các cái hành vi phạm mà không phải được phát hiện bằng ví dụ như máy đo tốc độ, không phải phát hiện bằng máy kiểm tra nồng độ cồn hay là các trang thiết bị khác thì cảnh sát giao thông có được sự thể được xử phạt tại chỗ. Các lỗi vi phạm giao thông có mức phạt tiền dưới 250.000 đồng và không thuộc trường hợp được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì người vi phạm được phép nộp phạt tại chỗ cho đồng chí xử phạt mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Văn hóa giao thông tuần này cũng đã hết. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ từ chương trình sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả mỗi ngày trên những dặm đường gần xa với ý thức giao thông ngày càng tiến bộ hơn.
Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là 11 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình này trên kênh YouTube chính thức Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả quý vị khán giả sẽ có thật nhiều sức khỏe để chúng ta cùng vượt qua những khó khăn của đại dịch. Xin trân trọng kính chào.